Với OK Linh C của tụi anh á thì thật sự là không có đơn giản là nói chuyện và hát không thôi, em hiểu không? Mình phải có một cái thử thách nữa. Bây giờ đơn giản lắm, anh thấy là em nặng chắc cũng 120 kg hả? 110 thôi, 105 thôi. Em nặng em khoảng tầm 30 kg chứ mấy. Bây giờ anh muốn thử vật tay với em chịu không? Em cũng gọi là top thủ, đứng top trong trường em đó. Ghê hả? Em là đứng top vật tay đó. Mới vô hù cái này. Em phải trả thù vô anh hù em chứ. Ok. Thế bây giờ nếu mà so về ký là chắc chắn là anh nghĩ là em ăn rồi. Thì bây giờ em có cái gì đó kiểu mà là... ý anh là kèo kèo nó hơi chấp tí đúng không? Kèo sắp kèo lại với chơi thẳng quá thì anh thấy hơi thiệt thòi đúng không? Tính toán tí rồi. Anh giờ này còn tập tạ không? Không, anh ốm yếu lắm. Đúng rồi, anh chắc em nghĩ em phải anh trong vòng mấy giây? Em nghĩ là trong vòng em đang suy nghĩ chuyện đó luôn á. Vậy à? Là em sẽ chấp anh là em sẽ hạ anh trong vòng 5 giây. 5 giây hả? 5 giây hoặc 6 giây tầm đó. Tôi mà nó hạ trong vòng 5 giây quý vị tin được không? Em cao thủ mà, răng cao thủ mà. Rồi bây giờ okay anh. Thử thách thì lát nữa anh nói. Bây giờ mình vật tay trước đi. Tấp xe vô lề mình tấp xe vô lề quất liền luôn anh. Quất luôn chứ. Thử thách hả? 5 giây à mình, 5 giây à. Mình có gỡ là được. Không, muốn gỡ thì bút xa gà chết. Máy chạy hết trơn rồi em ơi. Đây. Oh no. Ok. Tại giờ này em nhà em chơi game em hay gáy lắm rồi. Giờ chết em rồi. Sợ đâu, chơi gì sợ gì. Ok. Đây nha. Rồi ok. Em nhớ lại cảm giác thời huy hoàng của em làm đó là pam pam pam. Ok. Anh cũng có cơ bắp quá vậy. Bắp đâu. Chơi nha. Ok. 1 2 3. Mà... quá 5 giây rồi ông nội em chơi hai tay muốn sụi cái tay người ta. Đấy, nhưng mà tại chắc là tại em ngồi không có thế á. Thế không? Em ngồi không có thế á. Thôi thua là thua, không nói nhiều. Thưa quý vị, you know big boy đã không giật được voi biển. Anh đã trụ được qua 5 giây. Và bây giờ, you know big boy sẽ chịu thử thách của chương trình OK lên xe. OK em ơi. Bởi vì em đã thua thử thách này. No. Bây giờ ở đây có rất là đông người. Thôi anh muốn em xuống đây nhảy một đoạn. Thôi mình kiếm chỗ nào nó đồng không mông quạnh xíu được không anh? Không được em ơi. Đây. Anh muốn em nhảy cho tất cả những người ở đây xem. Mọi người nhìn rồi. Em ngại lắm. Hả? Em ngại lắm. Năn nỉ anh đi. Dạ năn nỉ. Anh Vinh già đi voi. Em vẫn già. Dạ. Ok. Thì giờ em ở đây là em mở cửa ra cái là em đứng em rồi. lắc cái là bắn thẳng em chạy đi luôn. Okay. Alright. Đây. Sao? Em muốn vắng anh cho em vắng được chưa? Ok. Đây là đồng cỏ xanh luôn. Ở đây không có ai cả, chỉ có chúng ta với những con bò dễ thương thôi. Ok, em đỡ ngại chưa? Chơi nha. Quốc bây giờ thử thách là vậy. Mở nhạc của em lên. Và em sẽ phải mở cửa ra đứng nhảy ngoài nắng. Hiện tại chúng ta là 12 giờ trưa. Cho em thử cảm giác là feeling on the beat. Ok. Gây chị không biết. Ok. Đây là cái phần mà nãy giờ em không thích nhất của chương trình mình đó. Chẳng thể nào chẳng thể người ta nhìn kìa. Trời. Okay.
thử thách đơn giản quá, đơn giản luôn đúng không? Không.